vị đang được xem một trong những bản quốc ca đặc biệt nhất tại một trong những lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng nay. Tại sao lại là xem chữ chứ không phải nghe? Bởi đây là một bài quốc ca không lời được trình bày bởi ngôn ngữ ký hiệu do các em học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở Xã Đàn Hà Nội trình bày. Không lời, nhưng mà tôi nghĩ rằng có rất nhiều cảm xúc trong đấy. Và hôm nay thì gần 23 triệu học sinh trên cả nước đã cùng nhau bước vào năm học mới. Năm học này có chủ đề là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đây sẽ là kỳ vọng cũng là thách thức được đặt lên đôi vai của những người thầy, người cô. Và để hoàn thành được những nhiệm vụ ấy, rất cần sự đồng hành của học sinh và các phụ huynh. Chúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một năm học mới với nhiều niềm vui. Thưa quý vị, trên khắp cả nước, từ miền núi tới đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, lễ khai giảng năm học mới đã diễn ra rộn ràng niềm vui và quyết tâm cho nhiều mục tiêu trong học tập. Trong không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, 670 trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt tổ chức khai giảng. Năm học này, tỉnh phấn đấu sẽ tăng số trường đạt chuẩn quốc gia. Vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được chú trọng. Trường học của Lào Cai năm nay lấy chủ đề Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới và hội nhập. Tỉnh đã dành kinh phí trên 554 tỷ đồng để xây dựng, hoàn thành 58 công trình các trường học. Đây là động lực to lớn để thầy và trò các nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tạo nhiều đột phá, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Năm học mới, ngành giáo dục Nghệ An đề ra nhiệm vụ chính là đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn và sáng tạo. Trên khắp các tỉnh Tây Nguyên, năm học mới đến với những thay đổi mạnh mẽ về cơ sở vật chất. Rất nhiều trường ở địa bàn khó khăn đều được xây mới. Chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk, năm học này có gần 1.000 phòng học mới đạt chuẩn quy định. Đường xá được đầu tư kiên cố, giúp thầy cô và học sinh thuận lợi đến trường. Sóc Trăng là tỉnh có số lượng học sinh người dân tộc Khmer nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều trường dân tộc nội trú được đầu tư xây mới, sửa chữa. Việc giảng dạy tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số được thực hiện từ trước khi học sinh vào lớp 1. Tỉnh nỗ lực để đảm bảo cho mọi học sinh đều được hưởng điều kiện giáo dục tốt nhất. Cùng với thầy trò cả nước, sáng nay các trường tiểu học trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng tưng bừng chào đón năm học mới. Ngày lễ khai giảng trên đảo đặc biệt hơn vì có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song các giáo viên, phụ huynh đã cố gắng tổ chức cho các em một lễ khai giảng tươi vui, đầy đủ nhất. Năm học 2022-2023, thầy và trò của các trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các em học sinh đều đạt học lực khá giỏi và có hạnh kiểm tốt. Đây cũng là mục tiêu thầy và trò các trường học trên huyện đảo phấn đấu trong năm học mới.